Kính thưa quý vị, quân đội Do Thái bắn chết hai thanh niên Palestine, tin từ Tây Ngàn. Quân đội Do Thái đã bắn chết hai thanh niên Palestine trong vùng chiếm đóng Tây Ngàn tại một trạm kiểm soát gần Tul Karem. Một thi hài đã được tìm thấy trong đêm hôm qua, một thi hài mới được tìm thấy trong sáng nay. Bác sĩ Ashraf Abu Yunis của Bệnh viện Tul Karem cho biết người chết thứ nhất bị bắn trúng giữa ngực đã chết khi được đưa tới bệnh viện vào lúc 23 giờ 15 phút. Người chết thứ nhì được đưa tới bệnh viện vào lúc 3 giờ 45 phút, bị trúng một viên đạn xuyên từ lưng tới ngực. Giới chức Palestine cho biết hai thanh niên bị bắn chết là Amer Nasser, 17 tuổi và Naji Benbisi, 18 tuổi. Căng thẳng đã gia tăng ở Tây Ngàn và dải Gaza sau khi tù nhân Maisara Abu Hamdiya, 64 tuổi, bị bệnh ung thư, đã qua đời trong ngày thứ ba. Ông Hamdiya bị tuyên án tù chung thân vì tội chiêu mộ một người đánh bom tự sát để đánh bom một tiệm cà phê Do Thái năm 2002, cho dù trái bom đã không nổ. Người Palestine đã lên án Do Thái đã không chữa trị và không trả tự do cho một người bị bệnh khó có thể sống. Ông Abu Hamdiya sẽ được chôn cất tại Hebron vào chiều hôm nay. Đám tang của Nasser và Benbisi cũng sẽ được tổ chức vào chiều hôm nay. Làn sóng bạo động đã lên cao ở Tây Ngàn và dải Gaza chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry sẽ tới Jerusalem và Hamalat để hy vọng nhìn thấy sự tiến triển trong nỗ lực đưa Do Thái và Palestine quay trở lại bàn đàm phán đã bị đổ vỡ từ cuối năm 2010.